Bố. Ừ. Văn phòng chủ tịch vừa gọi cho con. Cuộc họp này bị hoãn. Sao lại hoãn? Do chủ tịch yêu cầu. Thư ký vừa báo xong. Hay là lại có biến gì nhỉ? Con cũng nghĩ thế. Vì sáng nay người chưa bao giờ vắng mặt ở tập đoàn lại không có mặt. Mụ Cúc cũng không lên à? Vâng. Hay là có chuyện gì mà bố con mình không biết nhỉ? Alo anh à? Này, hôm nay có bám theo mụ ta không đấy? Xe em bị lộ rồi ạ. Xe em bị ép, em bị đánh, nếu mất dấu rồi ạ. Cái gì? Vô dụng. Ai? Theo cô là ai? Xin lỗi anh, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Xin mời. Ai đó? Sau khi xác định Chí và Minh là con cháu của nhà họ Cao, thì theo như ý nguyện của chồng tôi và bố chồng tôi, chúng tôi muốn đón hai đứa về để định hướng, hoạch định tương lai cho chúng. Con tôi nó không phải là con gà, con vịt. Nó là do tôi rứt ruột đẻ ra. Tôi nuôi nó khôn lớn mấy chục năm nay. Bây giờ bảo mang đi là mang đi á. Làm gì có chuyện đấy. Mà hơn nữa, hôm trước hai đứa chúng nó về nhận bố, chính chị là người không nhận chúng nó. Cả cái lũ con của chị xông ra đuổi hai đứa chúng nó, bảo con tôi là cái lũ ăn mày. Bây giờ lại đòi mang về nuôi à? Mang về để ngược đãi à? Bóc lột con tôi á? Khạc máu tanh lòng. Thì đương nhiên tôi làm việc này là vì bố chồng tôi và chồng tôi, chứ là tôi. Cô nghĩ tôi đưa rước làm gì? Chị, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ nói lại với bố chồng tôi để ông ấy được biết. Không phải là tôi không nhiệt tình, mà do chính các người đã từ chối. Này!